Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự tổng hợp của Truyền thông Tấn. Mở đầu bản tin sẽ là những tin chính có trong chương trình. Sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã họp phiên thứ 3. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng ban chỉ đạo đã chủ trì phiên họp. Bộ Tài chính đã tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá công tác 6 tháng đầu năm và triển khai thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2013. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã tới dự và phát biểu tại hội nghị. Đoàn công tác Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã tiến hành kiểm tra thực địa dự án thủy điện Vĩnh Hà tại xã Tân Dương, huyện Bảo Yên và phát hiện nhiều sai phạm trong quá trình thi công của đơn vị chủ đầu tư. Ủy ban bầu cử Pakistan thông báo cuộc bầu cử tổng thống của nước này sẽ được tổ chức vào ngày 6 tháng 8 tới. Thưa quý vị, trong sáng nay, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã họp phiên thứ 3. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng ban chỉ đạo đã chủ trì phiên họp. Tại phiên họp này, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã đánh giá về công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, thảo luận về nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2013, kế hoạch kiểm tra giám sát, việc thanh tra khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng phức tạp, cho ý kiến chỉ đạo về một số vụ án nghiêm trọng phức tạp được dư luận xã hội quan tâm. Theo báo cáo trong 6 tháng đầu năm, tình hình tham nhũng vẫn diễn ra phức tạp. Tuy nhiên, do tình hình kinh tế khó khăn, kết hợp với hiệu ứng tích cực từ đợt sinh hoạt chính trị trong toàn đảng, triển khai thực hiện kiểm tra tự phê bình và phê bình theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 về xây dựng đảng, có tác động làm giảm cơ hội phát sinh tham nhũng trong một số lĩnh vực. Công tác phòng chống tham nhũng tiếp tục được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước và đạt kết quả tích cực. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác phòng chống tham nhũng còn nhiều hạn chế. Việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tại nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị còn mang tính hình thức. Việc sửa đổi bổ sung một số quy định của pháp luật về giải pháp phòng ngừa tham nhũng còn chậm. Một số quy định nhằm tháo gỡ vướng mắc trong phát hiện xử lý các vụ tham nhũng chưa được ban hành kịp thời. Việc tự kiểm tra phát hiện tham nhũng trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị còn yếu. Việc phát hiện xử lý tội phạm tham nhũng còn ít so với tình hình tham nhũng xảy ra. Việc xử lý một số vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp còn chậm, kéo dài. Ban chỉ đạo đề ra 8 nhiệm vụ công tác phòng chống tham nhũng từ nay đến cuối năm, trong đó tiếp tục chỉ đạo công tác tuyên truyền giáo dục về phòng chống tham nhũng, hoàn thiện thể chế về phòng chống tham nhũng, chỉ đạo đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác điều tra, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các vụ án có dấu hiệu tiêu cực tham nhũng. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát về phòng chống tham nhũng, ban chỉ đạo tập trung chỉ đạo xử lý một số vụ việc, vụ án tham nhũng, án kinh tế có dấu hiệu tham nhũng nghiêm trọng phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát, việc thanh tra khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng phức tạp. Nội dung kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về phòng chống tham nhũng, luật phòng chống tham nhũng và việc tuân thủ pháp luật trong thanh tra khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử. Trong quý 3, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng thành lập 7 đoàn công tác do các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo làm trưởng đoàn để kiểm tra, giám sát một số ngành và địa phương trên toàn quốc. Cũng trong sáng nay tại Hà Nội, Bộ Tài chính đã tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá công tác 6 tháng đầu năm và triển khai thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2013. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã tới dự và phát biểu tại hội nghị. Trong 6 tháng đầu năm 2013, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, toàn ngành tài chính đã nỗ lực phấn đấu, triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Bộ Tài chính nhận định, trong những tháng cuối năm, tình hình tài chính vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, thu ngân sách nhà nước đạt thấp so với yêu cầu dự toán và thực hiện cùng kỳ năm trước. Với tiến độ thu này, kết hợp với việc thực hiện một số chính sách ưu đãi về thuế, thì khả năng giảm thu ngân sách nhà nước năm 2013 là rất lớn. Trong khi đó, phát sinh nhiều nhu cầu tăng chi ngân sách nhà nước năm 2013, nhất là nhu cầu ứng chi đầu tư phát triển để kích cầu nền kinh tế, xử lý các khoản thiếu chi, cấp bù chênh lệch lãi suất của ngân hàng chính sách, xử lý khắc phục thiên tai, dịch bệnh. Để thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra, từ nay đến cuối năm, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, triệt để tiết kiệm, tập trung thực hiện xây dựng các đề án, cơ chế chính sách trọng tâm năm 2013. Đồng thời, chủ động rà soát, tham mưu chương trình xây dựng cơ chế chính sách phù hợp với thực tế của nền kinh tế, thực hiện việc tăng cường kiểm soát thị trường, quản lý giá cả, tích cực thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, khuyến khích xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu, hạn chế nhập siêu, tiếp tục đẩy mạnh quá trình sắp xếp cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và đổi mới cơ chế tài chính đối với lĩnh vực sự nghiệp công, tăng cường công tác quản lý, giám sát thị trường tài chính và hoạt động của các định chế tài chính, tiếp tục cải cách hành chính, tăng cường hiện đại hóa và nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của quản lý nhà nước của ngành tài chính, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tài chính,
chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tiếp tục chương trình công tác tại một số tỉnh đồng bằng sông Hồng, trong sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, trưởng ban chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và đoàn công tác của Trung ương đã thăm và làm việc tại huyện Yên Khánh, địa phương có thế mạnh về ngành nghề nông nghiệp của tỉnh Ninh Bình. Sau khi thị sát các công trình giao thông chính tại xã Khánh Thành, huyện Yên Khánh, Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác đã thăm gia đình cụ Phạm Thị Lan là vợ liệt sĩ tại xóm 8, xã Khánh Thành để tìm hiểu về việc thực hiện chính sách đối với người có công của địa phương, thị sát công trình bê tông hóa đường làng, tham quan trạm cấp nước sạch và tới thăm hỏi trò chuyện với bà con nhân dân tại nhà văn hóa xã Khánh Thành. Sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và đoàn công tác cũng đã có buổi làm việc với chính quyền huyện Yên Khánh để đánh giá kết quả, lắng nghe và tìm hiểu những thuận lợi cũng như khó khăn của địa phương trong việc thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Sau 5 năm thực hiện nghị quyết của Trung ương, Yên Khánh đã từng bước xây dựng nền nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại, trong đó tập trung điều chỉnh quy hoạch sản xuất, xây dựng cánh đồng mẫu lớn sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao, triển khai dự án sản xuất lúa hàng hóa, hình thành và phát triển vùng chuyên canh, phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Hiện tại, giá trị sản xuất trên 1 hectare canh tác của huyện Yên Khánh ước đạt 125 triệu đồng 1 hectare một năm. Yên Khánh đã đầu tư trên 712 tỷ đồng để xây dựng hạ tầng kinh tế xã hội, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn trên địa bàn huyện. Đến nay, Yên Khánh đã có 3 xã đạt 15 trên 19 tiêu chí. Trong 5 năm qua, huyện đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của toàn huyện xuống còn 8,53%. Yên Khánh phấn đấu đến hết năm 2013 có 3 xã được công nhận là xã nông thôn mới và đến hết năm 2015 có 6 xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới. Trong sáng nay, vụ pháp luật, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức tọa đàm lấy ý kiến về nội dung và những vấn đề còn ý kiến khác nhau trong dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế. Dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế tập trung sửa đổi bổ sung về nhóm đối tượng, hình thức tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, tạm ứng thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế. Qua thảo luận, các ý kiến cho rằng việc sửa đổi luật phải khắc phục được các tồn tại bất hợp lý sau 3 năm thực hiện luật bảo hiểm y tế, làm rõ hơn nhiệm vụ quyền hạn của các bên liên quan, củng cố và nâng cao vai trò quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế, bảo đảm hài hòa quyền lợi và trách nhiệm giữa người bệnh bảo hiểm y tế, cơ sở cung ứng dịch vụ và khả năng chi trả của quỹ bảo hiểm y tế. Dự thảo luật giải thích rõ hơn khái niệm bảo hiểm y tế, tán thành với quy định này nhưng có ý kiến cho rằng trong điều kiện hiện nay, nếu không có sự hỗ trợ của nhà nước mà chỉ trông cậy vào ý thức và khả năng của người dân thì không thể buộc người dân phải tham gia bảo hiểm y tế. Một số ý kiến cho rằng nếu quy định bảo hiểm y tế bắt buộc thì buộc phải có chế tài xử lý đối với người không tham gia bảo hiểm y tế để đảm bảo tính khả thi của luật. Tại cuộc tọa đàm, các đại biểu đã cho ý kiến về quy định hình thức tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình để hạn chế sự trùng lắp, bỏ sót và mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, về mức đóng bảo hiểm y tế đối với thành viên trong hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế, cơ chế chính sách thu hút người dân tham gia bảo hiểm y tế, quyền lợi người tham gia bảo hiểm y tế. Sáng nay tại Hà Nội, Tổng cục Biển và Hải đảo, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc, Tổ chức Điều phối các quốc gia Biển Đông Á đã tổ chức hội thảo tham vấn báo cáo quốc gia để đánh giá hiện tượng sói lở bờ biển ở Việt Nam. Đây là cơ hội để các đại biểu cùng xem xét, góp ý hoàn thiện nội dung của báo cáo quốc gia về đánh giá sói lở bờ biển Việt Nam, bao gồm hiện trạng, các chính sách quản lý, các giải pháp giảm thiểu tác hại và các kết quả đạt được, những hạn chế và thách thức trong việc phòng tránh sói lở bờ biển ở Việt Nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng. Việc đánh giá và hoàn thiện báo cáo này sẽ cung cấp thông tin đầu vào cho Tổ chức Điều phối các quốc gia Biển Đông Á xem xét, xây dựng và thực hiện một dự án chung của khu vực để đối phó với những thách thức về biến đổi khí hậu và sói lở bờ biển. Thông tin báo cáo quốc gia cho biết, trong 50 năm qua, nước biển đã dâng lên khoảng 20 cm. Điều này sẽ làm tăng lượng nước cực đoan, gây sói mòn, thu hẹp vùng bờ và mất các hệ sinh thái. Vì vậy, Việt Nam cần thực hiện đồng bộ các chương trình khôi phục và nâng cấp đê biển, trồng cây chắn sóng, trồng rừng phòng hộ ven biển, xây dựng các công trình phòng chống sói lở, nâng cấp các trạm thông tin ven biển. Thưa quý vị, trước tình hình gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng cho vay mua nhà ở xã hội đã triển khai từ đầu tháng 6, nhưng con số giải ngân trên thực tế chưa nhiều, Bộ Xây dựng đã có yêu cầu các ngân hàng phải gửi báo cáo về tình hình tiếp nhận hồ sơ và giải ngân đều đặn hàng tháng.
Theo dự thảo nghị định phát triển và quản lý nhà ở xã hội, tiêu chuẩn thiết kế diện tích sàn mỗi căn hộ chung cư tối thiểu là 30m², tối đa không quá 70m². Người mua thuê nhà ở xã hội được phép thế chấp với ngân hàng để vay tiền mua thuê chính căn hộ đó, nhưng không được phép cho thuê lại, thế chấp, không được chuyển nhượng nhà ở dưới mọi hình thức trong thời gian tối thiểu là 5 năm. Khi bán lại nhà ở xã hội cho người khác, bên bán phải nộp cho nhà nước 50% giá trị tiền sử dụng đất được bổ sung cho căn nhà đó, tính theo giá đất do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh ban hành tại thời điểm bán lại nhà ở. Thưa quý vị, sau khi truyền hình Thông tấn phát phóng sự phản ánh cần sớm di rời các hộ dân khỏi vùng thủy điện Vĩnh Hà, tỉnh Lào Cai, đoàn công tác Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã tiến hành kiểm tra thực địa dự án thủy điện Vĩnh Hà tại xã Tân Dương, huyện Bảo Yên và phát hiện nhiều sai phạm trong quá trình thi công của đơn vị chủ đầu tư. Dự án thủy điện Vĩnh Hà do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Quốc tế ICT thực hiện. Theo báo cáo, dự án thủy điện Vĩnh Hà chưa có quyết định bàn giao đất, nhưng chủ đầu tư đã thi công. Mặt khác, trong quá trình triển khai dự án, các đơn vị thi công đã không tuân thủ các nguyên tắc cơ bản bảo vệ môi trường sông để khối lượng lớn đất đá chảy thẳng xuống sông chảy, làm ảnh hưởng đến lưu vực hai bên bờ sông tại vùng dự án. Và điều đáng nói hơn là sau gần 8 tháng tiến hành xây dựng, đến nay đơn vị thi công dự án nhà máy thủy điện này vẫn chưa đưa ra được phương án di rời các hộ dân trong vùng bị ảnh hưởng đến nơi ở mới để người dân có thể dần ổn định cuộc sống và sản xuất. Thì hiện nay là chúng nhân dân tại bản 10 là có nhiều ý kiến và đề nghị cơ quan cấp trên xem xét. Thứ nhất là cái phương án đền bù tái định cư cho nhân dân, là hiện nay một số hộ dân thuộc bản 10 đã bị thu hồi đất ruộng rồi hoa màu tài sản. Thì hiện nay là cái phương án đền bù là hiện nay là chưa được hỗ trợ, chủ đầu tư là chưa được hỗ trợ, là cái phần là thu hồi đất ruộng là hiện nay là chưa được hỗ trợ. Thế cái thứ hai về cái sắp xếp tái định cư thì hiện nay là đề nghị chủ đầu tư là sớm là quy hoạch rồi là sẽ có mặt bằng để cho dân là có tái định cư để ổn định. Trước thực trạng này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các bên liên quan sớm hoàn thiện các quy trình thủ tục pháp lý về đất đai, cấp phép xây dựng, phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, quy trình bảo vệ môi trường. Đặc biệt, đối với phần diện tích dự án lấy vào phần đất trồng lúa của người dân, cần có báo cáo chi tiết gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai để làm căn cứ trình chính phủ phê duyệt. Trong thời gian qua, dự án Thủy điện Vĩnh Hà thi công tại xã Tân Dương, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã dậy nên những làn sóng dư luận gây ảnh hưởng đến đời sống dân sinh tại đây. Hàng chục hộ dân đang nằm trong vùng ảnh hưởng bị dự án mà vẫn chưa có phương án di rời. Bên cạnh đó, hàng chục hecta lúa màu của người dân vẫn nằm trơ trọi đó, trong khi đất sản xuất còn rất thiếu. Việc Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai kiểm tra và đôn đốc các ngành chức năng liên quan sớm xử lý các đơn vị liên quan vi phạm vào các quy định về luật đất đai cũng như là luật đầu tư tại dự án Thủy điện Vĩnh Hà cần sớm được đưa ra công luận nhằm có cái phương hướng khắc phục để đời sống dân sinh tại xã Tân Dương và các xã Thượng Hà tại các vùng dự án bị ảnh hưởng sớm ổn định đời sống sản xuất. Với tổng mức đầu tư gần 900 tỷ đồng, dự án Thủy điện Vĩnh Hà dự kiến hoàn thành trong vòng 34 tháng, tức là đến quý 1 năm 2016. Nhưng mốc thời gian dự kiến hoàn thành này nhiều khả năng sẽ phải thay đổi và nhà máy Thủy điện Vĩnh Hà có thể chậm tiến độ do sự tắc trách của chủ đầu tư và các bên liên quan.